chị thấy bò cú không? Này tơ chữa nha, đang mang thai, con này chữa 5 tháng. À, chân móng đi đứng hoàn thiện nha, chữa 5 tháng. Còn con này thì 10 tháng bò, anh gết siêu cọp. Con này thì siêu Mỹ, hai bò siêu, hai bò anh gết này chốt giá 33 triệu nè. Hai con bán cặp nha, cặp này 33 triệu hai con nè. Đây, cặp này 33 triệu nè. Chân móng đi đứng hoàn thiện nha, không áp xe, không trật lỗi gì hết, sát tích nghiêm chỉnh. Hai con anh gết 33 triệu. Anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị liên hệ ủng hộ giùm em nha. Chân móng là móng sò ha. Đây, mặt mày, lưng vai, rúng yếm thì đầy đủ bài bản nha anh chị nha. Con này anh gớt siêu cọp, cặp này 33 triệu, chiều cao 86 cu, khoảng tầm 1m22-23 ha anh chị. Còn bò khú tơ này thì nó thuộc về dòng bò bô lai xin, à, cổ bật gù cao, lưng vai thì khỏi chê rồi, dòng này mát sữa dữ lắm. Dòng này thuộc về dòng khú á, nên nó mát sữa cực kỳ, đúng chú, khú là mát sữa dữ lắm đúng không? Này là ông chú kế bên nhà, ông qua ông cho ông con ngồi ông coi quay phim nè. Đây, đúng rồi, dòng khú này thì nói chung là nó mát sữa. Đây, chân móng rúng yếm nè, rất là ok anh chị nha. Con này đang chốt giá cho anh chị giá 26 triệu, bao chữa 5 tháng. Sái lưng thì nó nằm đây nè, sái lưng thì nó đang bò lên tới cái đèo rồi. Tới chân núi, chưa lên tới đỉnh ha. Từ phía sau khu này là 1m3 anh chị nha, em có đo thử rồi. Chân móng nè, đây, tại phía sau khu đó là 1m3 đó. Bò khú nè, khú mật, lông rất đẹp, lông nhuyễn cực kỳ đẹp, hoa bự. Còn hai con này thì hai con bò tơ khoảng 10 tháng bò. Bò tơ khoảng 10 tháng, chân móng nè. Đây anh chị xem, cảm thấy thích muốn mua anh chị liên hệ giùm em ha. Con này thì siêu Mỹ, kêu nó là siêu đỏ. Con này siêu cọp nè. Đấy, cặp này chốt giá 33 triệu anh chị. Chiều cao tại phía sau khu của hai con này thì khoảng tầm 1m23-24 ha. Rúng nè, rúng của hai con thì đầy đủ. Chân móng nè, bò này anh chị mua về tầm 4-5 tháng sau bắt đầu mình có phối tinh này ha. Dòng này mát sữa dữ lắm, nói gì dòng siêu thì anh chị biết rồi. Thứ nhất là đẻ con rất là mát sữa. Thứ nhì là nó có thể một mình nó có thể nuôi được 2-3 bò con. Cái dòng sữa nó ghê gớm. Đây con này cũng vậy nè, con này cũng phải gọi là cực kỳ mát sữa nè. Bò này là bò bô lai xin, rúng chèn, dậu yếm rất là tốt luôn. Đây anh chị coi đi, bô lai xin nha, khú mật, chân móng sò. Chốt giá con này cái giá là 26 triệu. Từ cấp mình, từ sái tích, từ màu lông da. Bò này khi mà giao đến thì quý anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán ha. Bò kiểm tra trước khi thanh toán nè, được dẫn bò đi tới đi lui, đi kiểm tra về ngoại hình cũng như là tình trạng sức khỏe của con bò mới thanh toán tiền cho bác tài đi về. Ở đây thì bò này thì đảm bảo nghiêm chỉnh nha anh chị nha, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh, bò thì anh chị sẽ được kiểm tra rồi mới thanh toán tiền. Và một điều nữa là những cái con bò này anh chị yên tâm là những con bò phải gọi là mình có thể để nuôi sinh sản hoàn toàn 100%. Bò em bán cho anh chị là bò bán nuôi sinh sản chứ không phải là bò thịt, nên cái giá trị của nó sẽ khác so với bò thịt nha anh chị nha. Cái gì cũng vậy, bây giờ anh chị mua bất cứ con gì cũng vậy, mà mình nói là mình mua con giống thì đương nhiên thì cái giá nó sẽ cao. Mua về mình làm giống thì đương nhiên nó phải chênh lệch với những cái con mà mình bán thịt anh chị ha. Đây, bò là tình trạng ăn uống thì khỏi chê rồi, bò rất là đầy đạm về cấp mình đó. Bà con cô bác anh chị em ở gần xa nào chúng ta có nhu cầu mua thì chúng ta có thể liên hệ ủng hộ giùm em ha. Con này
Với con này chốt giá 33 triệu chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m22 cho tới 1m24. Còn con này 1m3 tại phía sau khu và chốt giá cho anh chị với giá là 26 triệu bao chữa 5 tháng luôn nha. Tơ mang thai lứa đầu. Rồi, anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.